Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, chiều nay ngày 16 tháng 12, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng. Đăng đàng mở đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được câu hỏi của nhiều đại biểu về vấn đề chậm giải ngân vốn đầu tư công, nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan đến việc phát sinh kinh phí đền bù ở rất nhiều dự án. Đề nghị các ngành có liên quan làm rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và cho biết khả năng giải ngân tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 sẽ là bao nhiêu, đâu là giải pháp căn cơ nhất nhằm giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo theo kế hoạch trong những năm đến. Hiện nay, tình trạng kinh phí đền bù tăng nhiều lần đã diễn ra phổ biến ở nhiều dự án, nhất là các dự án trọng điểm động lực. Với vai trò là cơ quan tham mưu về quản lý đầu tư, cơ quan thẩm định chủ trương đầu tư các dự án, xin đồng chí Giám đốc Sở cho biết đâu là nguyên nhân của vấn đề nêu đây. Thứ hai là trách nhiệm của các cơ quan đơn vị liên quan. Về ước đến dự kiến thì ước đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 thì thành phố sẽ tập trung giải ngân đạt 95% kế hoạch trung ương giao và cố gắng phấn đấu đạt mức cao nhất mà kế hoạch thành phố giao. Và đối với các nội dung này thì hiện nay là các chủ đầu tư, các ban quản lý cũng đã có những cam kết về việc tiến độ giải ngân đối với Ban Thường vụ Thành ủy. Sở cũng đã tham mưu và hiện nay các ngành cũng đang triển khai cao trách nhiệm và tính chủ động của các chủ đầu tư, các ban quản lý, các hội đồng giải phóng mặt bằng các quận huyện trong việc chuẩn bị đầu tư cũng như là điều hành dự án, từ cái việc lựa chọn tư vấn rồi xác định chi phí dự toán, đền bù xây lắp, lựa chọn nhà thầu thì đảm bảo là theo đúng quy định. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng trả lời các vấn đề về kết quả việc kêu gọi thu hút đầu tư năm 2021 và những mục tiêu của nhiệm vụ này cho năm 2022 và những năm tiếp theo, các giải pháp để thu hút đầu tư nước ngoài vào thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới. Nhiều câu hỏi liên quan đến môi trường trên địa bàn thành phố đã được gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như công tác đầu tư xây dựng các công trình xử lý rác thải, thực trạng và giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường tại các kênh hồ thuộc khu vực trung tâm thành phố. Xin đồng chí Giám đốc Sở cho biết về thực trạng hệ thống công tác quản lý vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải tại các kênh hồ thuộc khu vực trung tâm thành phố hiện nay. Vì sao các hồ trung tâm thành phố hiện nay chưa được nạo vét? Trách nhiệm thuộc đơn vị nào và vướng mắc cụ thể là gì? Thì báo cáo là hiện nay thì qua thống kê thì số lượng hồ trong đô thị chúng ta hiện nay có 28 hồ với quy mô hơn 150 hectare. Đây là không tính những cái hồ nằm trong khuôn viên các dự án. Đến nay thì chúng ta chỉ mới nạo vét được 2 hectare. Hiện nay Sở Tài nguyên Môi trường đã trình cho thành phố và cũng đã được phê duyệt cái đề án là liên quan vấn đề là quản lý ô nhiễm môi trường đầm hồ trên địa bàn thành phố. Theo đề án này thì với cái kinh phí dự kiến để triển khai toàn bộ cái công tác đảm bảo vệ sinh môi trường cho tất cả các hồ đô thị là lên tới 1.367 tỷ. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cũng trả lời các vấn đề về tiến độ xây dựng nhà máy xử lý rác thải rắn, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về những sai phạm của bộ phận văn phòng đăng ký đất đai, đề án xây dựng Đà Nẵng thành phố môi trường giai đoạn 2021-2030. Thành phố cũng đã ban hành rất nhiều cái kế hoạch, các nhiều cái đề án làm các công cụ để chúng ta có thể triển khai những cái giải pháp để chúng ta từng bước khắc phục những cái vấn đề còn tồn tại trong lĩnh vực môi trường, như là đã ban hành cái kế hoạch quan trắc môi trường giai đoạn 2020-2025, cùng với đó là một cái dự án triển khai xây dựng 13 cái trạm quan trắc do nguồn ngân sách thành phố đặt ra, rồi đã ban hành một kế hoạch để giải quyết ô nhiễm môi trường ở Thuyền Thọ Quang trong giai đoạn 5 năm, rồi đã ban hành một cái đề án để kiểm soát môi trường đầm hồ và cũng đã xây dựng một chương trình quản lý môi trường công nghiệp. Chất vấn Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các đại biểu đã đặt ra nhiều câu hỏi về một số chính sách đối với lao động nữ, những giải pháp trong việc tuyển dụng lao động gắn với chất lượng đào tạo nghề để đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện nay, đặc biệt là những giải pháp cụ thể để hỗ trợ tạo việc làm cho người dân sau đại dịch. Cũng tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều nay, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Quang Thành đã trả lời chất vấn câu hỏi của các đại biểu liên quan đến việc quản lý đăng tải thông tin xấu độc trên không gian mạng, triển khai đề án thành phố thông minh và đề án chuyển đổi số